tiên địa du sơn tiên trần, xuống hạ trần xem việc thế gian, việc lành giữ xem hết chu toàn, tại sao dân chiêu chi mà thằng gặp nói vậy xin thêm thế gian được biết tên gì. Thì ta đây có gương mặt bê xê cũng lớn hận to bảo vệ quan thổ địa, địa là thổ địa cha trẻ, tai ta nghe có tiếng trống gần dân lại có tiếng than khóc, thổ địa già già ta đưa đưa xem hắn nào, thổ địa cai quản dù mày thôi có không, địa đà mất thấy nào phải tai nghe đây. Trong gia chủ một quan tài, vậy ta mau trở lại gia đàn chịu dương tướng khoa an thở tháng ơi. Chịu dương tướng khoa an thở tháng. Để xác minh cho mình đã chủ nhà để mình hãy lưới lại cuối cùng là cuối cùng đã xong. Rồi nghe em cho mình lên đánh chúng ta là chịu dương tướng. Hãy khúc xa, khúc xa lên. Bà con nào có yêu cầu với nhớ là xin vui lòng gặp trực tiếp chủ nhà. Trên tung thương chỉ sâu dưới đệ tử tư nhân tên đất ơi gót gọi khỏi nơi này, họ ương ta khâm lại lên sàn đấy nhá. Dạ khâm lại đã có nhà nhân rồi. Bây giờ đi nghỉ tính tôi. Trời đất quỷ thần ơi, Chúa động ma hoàng ấp Phú Điền có trang bị súng R16 bắn vô tướng nín thở luôn có sao không? Trời mới vô khám quan bắn điện chạy này có tướng vậy đại thành đây dạ thì nó ta vừa khám quan trong đó cái chúa động ma hoàng có đột tiếng quan tài các ngài hay cái đó tương nhiên lợi ích cái giờ họ đến tù. Thank you.
không chết. Cứu con ai nhiều à, đi ở đây à. Mày ở đây à. Ừ, đại dương, cứu con à. Cứu con đại dương à. Chúng ta đây mới là chúa động cơ mà.
thành chúa động ma hoàng là chúa chết sao từ đâu đến ta tận hở thủy liêm động sao không hở thủy liêm động đến nơi này để làm gì ta được lệnh gia chủ về đây bảo vệ một quan tài vô giá nếu anh em nhận ngươi một cúp đạo được chiếc quan tài đó là nhiệm vụ của anh em ta thì anh em ngươi đánh thắng ta mới có quyền động đến quan tài hắn nhận đi các đồ đệ của nhà ngươi đây ba tiếng việt hết còn cái tên chúa động ma hoàng quá tướng nghe lệnh dạ mau anh đã cặp đốt thiên này đến đó tiêu diệt cái tên chúa động ma hoàng cắt lấy cái đầu của nó đem về nhận mấy khác làm khổ cải mũi nhiều dầu nữa dám xong đốt động tao sao là trời cái cầm nắng quên luôn không cần nghĩa bây giờ hốt ra con nào hốt con thấy hay quá hốt luôn không hiểu chỗ rồi đĩa đĩa ra hết xuôi đi ơi hết xuôi đi ơi một hai ba hết xuôi trời ơi xuôi đi đây 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 trời ơi mấy con gách vô đâu mới tổn hết trời không nữa đi quá sợ lửa hả đúng rồi quá sợ lửa không nữa đi quá sợ lửa không sợ quá sợ lửa không sợ lửa nhà đâu không lên không lên tránh nó đi không sợ đúng rồi không sợ xịt máu rồi trời ơi là trời rung luôn rồi rồi ơi, bị tai biến rồi chấn thương sọ não rồi rung quá trời méo miệng luôn rồi ở đây đi có tướng đâu rồi mình đi lấy cái điện thoại đi mình điện cho Tô Ngộ Không xuống nhà tán coi đâu trời trời có ai đây trời ơi trời điện được không ông nội điện coi ơi đổ chuông luôn rồi hên quá trời luôn rồi alo ai gọi cho láo tôn cái đó con là sư phụ ơi gọi ta có gì không sáng nay đang đi quan ấp Phú Điền nè gặp con yêu quái nó đánh tét bét cái đầu gãy xương sống tét xương sườn luôn rồi vậy hả sư phụ đang ở đâu ta đang nhà bảy khác nè đang làm gì ngoại đang ngồi nhậu với vợ bảy khác trời trời con nội bắt giới ngoại không có đưa ngồi nhậu đi với ta nè nói nghe nè đi qua đây nè chủ nhà đã nhậu có tốn tiền được rồi ta sẽ đến ngay chúng con nguyện cầu tôn sư phụ xuống trần gian tiêu diệt loài yêu quái à thầy sư huynh chờ để chứ qua đây à trời ơi đợi dưới với động mắm mà sư huynh ơi thầy ra chờ để chứ qua đây ai ra sao mà gõ ra đây trời ơi trời Phật giới trời ơi Phật giới đi theo gì vậy nãy chưa nhà trời đất ơi ông này đi theo tiếng nào quá cũng vua trời ơi trời đất ơi mới vô là té rồi trời ông này không có mê gái gì hàm ăn đây quánh chiến nào cũng thua chứ đi theo làm gì trời ơi bắt tay bà con vô luôn ha trời ơi trời ơi chết chảnh mấy ngàn năm xuống đây ơi nó biết nhiều nhẽo trời ơi cái tay mình sụm ông nội ơi thấy người đẹp không trời ơi bánh ơi vô đây có bánh nhà bánh chứ mấy ngàn năm cũng còn gì bánh ơi nhưng mà vậy ăn hả quánh luôn đi khỏi ăn trời ơi quánh luôn
giò sau. Ê, đem ra xử chạm trước lên sàn. Nãy giờ hoành hành quýnh người ta ở đây hả? Có ai vậy? Ê, cái gì? Ê, con quỷ đỡ tóc giả gì luôn em đây nè. Tóc giả hả? Tóc giả ơi, trời ơi, mày ơi, đỡ tóc giả thì coi ai vậy? Thằng lửa bán vé số mà đập cay. Thằng lửa bán vé số mà đập phải cay. Đâu? Vẽ mặt ngậm lanh heo luôn. Ngậm lanh giả. Mình tới số mày ơi, bán vé số lo bán vô đây làm chúa động ma hoàng chỉ trời. Ai kêu đến mấy tao hả? Ê, vậy nhẹ. Trời ơi, lừa cơ hội quýnh thiệt. Tao đá gần hết rồi, bắn cái số luôn. À. Chặt đầu đi. Ai kêu đến mấy tao? Ai kêu nói đi, thôi đừng quýnh nữa. Ai? Tôi nè. Thầy chùa. Thầy chùa. Thầy chùa báo 9 giờ này hôm qua. Vậy xin đâu, chặt cái đầu vậy, xin đâu vậy? Ê, nước đá lạnh tao uống làm gì? Ê, trời đất ơi, nổi nó teo của cải muối nhỏ chứ. Trời ơi, trời ơi, con quỷ bị tòm ruột. Ông nội cục nước đá đổ xuống rồi tòm ruột. Trời đất quỷ thần ơi. Bóc cái đó gặp quỷ cái lại tao luôn. Có đồ chơi luôn hả? Thì cái chiếc dép thì ca thước thì trời nhẹ nhẹ có 50 ngàn. Cái đám có 50 ngàn quýnh nhẹ nhẹ. Trời ơi trời trời, quýnh thiệt rồi, quýnh. Quýnh thiệt rồi. Khỏi chặt đầu, khỏi chặt đầu. Tao quýnh mày, không bị chán, không có trả tiền cho tao. Ê, cái đó quýnh thiệt đó, cái đó cố tình đó. Lỡ gì? Ê, chạy đi, chạy đi, chạy đi.